Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta đã đến với nhanh đường trực tiếp tại sân bóng đá 3 của Bến Lức Long An theo dõi trận cầu giao hữu của cao thủ Trường Đào và Châu Vàng FC. Trong trận cầu này thì cao thủ Trường Đào sẽ thi đấu với trang phục vàng đen và 11 chân sự của thành ở bên phía cánh trái. Trong khi đó thì cao thủ Châu Vàng sẽ thi đấu với trang phục sắc xám và chân sự của thành ở bên phía cánh phải. Mọi thứ đã sẵn sàng và chúng ta chờ tiếng còi khai cuộc của hai đội bóng ở trong trận cầu game này. Như vậy là cao thủ Châu Vàng sẽ là những người giao bóng trước. Tiếng còi cất lên rồi và hiệp một của hai đội bóng cũng đã được bắt đầu. Trong trận cầu này thì Trường Đào FC có sự có mặt của cầu thủ áo số 8 Hoàng Vũ, số 10 Lâm Thái, số 19 Huy Phong, số 13 Văn Phụng, số 6 Châu Sơn Năm. Và trận cầu này họ thi đấu ở sân Mạnh, nâng cấp sân đấu và số lượng đến sân cũng rất đông. Tuy nhiên thì bàn thắng đã đến rất sớm dành cho cao thủ Trường Đào. Người vừa ghi bàn đó là Phương Tùng, hay còn một cái tên khác là Tùng Đề Lima hay Rô Béo. Và có cả sự nhắc nhở của quan nhưng chắc hôm nay cũng không phải đi làm đâu, vì cũng là ngày chủ nhật thành thời và ủng hộ anh Diên cùng anh em ekip. Là Phương Tùng, lần này đó là đường truyền dành cho đồng đội và rất dễ dàng để có bàn thắng thứ hai cho cao thủ Trường Đào FC. Người đã di chuyển xuống ở đường biên cánh trái và có một đường truyền thuận lợi đến từ Phương Tùng. Đó là cầu thủ áo số 9 Thanh Hải. Tỷ số đang lên là 3-0 cho cầu thủ Trường Đào. Lần này người ghi bàn là số 19 Huy Phong, rất trong vánh. Bóng pha đưa bóng từ cánh phải cánh trái và đưa bóng vào phía chu lộ cái điểm châu góc. Lượt bóng của Minh Thoại, vẫn là Minh Thoại rất nguy hiểm. Bóng càng ngang trước khung gỗ của cao thủ Trường Đào. Bóng pha solo đường biên cánh trái của số 25 Minh Thoại. Chúng ta theo dõi lại pha bóng này. Phải chuyền hay, đó là pha xử lý ngay rất tốt dành cho số 9 Thanh Hải. Và anh đã có cú đúp của mình nâng tỷ số lên 4-0 dành cho Trường Đào. Một pha bóng mà tưởng chừng như Thanh Hải đã bị bỏ lỡ, nhưng anh vẫn kịp có một pha xử lý úp mù. 4-0 rồi. Một loạt những động tác của Tâm Đèn, nhưng anh đã bị bắt bài và bây giờ là cơ hội rất thuận lợi nữa. Họ đã bị phản công nhanh và tỷ số là 5-0 cho các thủ Trường Đào. Phản công nhanh người ghi bàn lần này là số 7 Minh Hiếu. Phương Tùng ghi bàn và anh có hai tình huống kiến tạo. Vừa rồi là một pha lấy bóng phát động tấn công nhanh của Phương Tùng. Và quả người tốt và có cơ hội dứt điểm. Đánh lừa rất hay và 6-0 cho Trường Đào. Lần này người ghi bàn đó là số 99 Thành Phước. Như vậy là chúng ta không nghi ngờ gì nữa, một lần nữa kịch bản lặp lại cho hai trận cầu liên tiếp trong ngày hôm nay. Một đội bóng đang băng băng tiến về phía trước thì free hai trận đấu liên cho cả hai đội bóng, nhưng với điều kiện là ở tại sân đấu mà diễn ra trận đấu đạt 10k đó. Sút tốt của Juno, tỷ số rút ngắn còn 1-6 cho các thủ Châu Vàng. Bây giờ thì họ đã có được pha làm bàn. Một pha xử lý dứt điểm từ xa rất tốt.
Ngay sau khi đối thủ có bàn thắng thì cao thủ chơi đào tiếp tục gia tăng khoảng cách bằng pha làm bàn vừa rồi, và lần này là cú đúp của số 99 Thành Phước để nâng tỷ số lên 7-1. Họ tiếp tục dẫn trước với khoảng cách rất an toàn là 6 bàn. Chuyển tốt Hoa Khánh. Tỷ số đã có dành cho cao thủ chơi đào, và đó là hat-trick của số 9 Thanh Hải. 8-1 rồi. 8-1 dành cho cao thủ chơi đào. Đánh đâu? Cần không thành. 9-1, trận đấu tròn trục. Và đó là số 11 Hoàng Khánh. Và chuyền bóng như đặt vào cột 2. Người vừa chuyền bóng là tiền vệ Huy Phong. Khoảng trống và dứt điểm. Tỷ số là 2-9. Thủ thành của Trời Đào vừa rồi đứng như trời trồng, đứng cho có vị trí. Người ghi bàn đó là số 21 Thanh Hiền. Lâu lâu người ta mới có quả nhìn cứa vài phát cho nó ngon. Chuyển cho tốt Thanh Hiền. Đấy rồi, sút thẳng vào lửa phía thủ môn đối phương. Nhưng một lần nữa thì thủ thành của Trời Đào lại thăng qua. Anh để bóng bật ra và đối phương đã xử lý bồi. Tỷ số rút ngắn còn 3-9. Tăng quà nhiều và mạnh mẽ lên anh ơi. Đội bạn đang rất cần những phần quà quý giá của anh. 3-9 rồi. Hoàng Khánh rất nhịp nhàng. Hoàng Khánh cũng thành trống dứt điểm. Tỷ số tròn trục cho các thủ chơi đào. Và đó là cú đúp của... dường như đó là group của số 1 hay chăng? Chính xác. Trước đó thì Hoàng Khánh đã hoàn thành trong một tình huống đánh đầu. Và bây giờ là pha ghi bàn của anh. 13. Phương Tùng vừa có mặt và anh đang tấn công 3-2 ngược lại của cao thủ chơi đào. Poker của số 9 Thanh Hải. 14-3. Phương Tùng. Đó là cơ hội dành cho số 99. Trả bóng lại cho Phương Tùng. Với những khả năng của mình thì Phương Tùng rất dễ dàng để thể có thêm bàn thắng. 12-3. Cú đúp của Phương Tùng. Bình Thoại vẫn còn chân trái. 42. Group dành cho số 7 của Châu Hoàng FC. Huy Phong. Bóng bật vào người của phát tự do vô tình đi vào lưới. 13-4. Đó là kết quả mà chúng ta vừa có được. Hậu vệ cái phe Hoàng Vũ đã đảo lên đá cầu thủ tấn công cao nhất. Khá nguy hiểm. Số từ xa rất tốt và tỷ số là 5-13. Khoảng trống nhiều và tất nhiên
Bình Hiếu đã có pha làm bàn cho Dương Bình. Tỷ số nó lên là 14-5. Có lẽ với kết quả này thì trọng tài nên cất còi sớm để cắt đi cơn đau. Đúng kiểu yêu em trong từng cơn đau đây. Đau thật em cho đội của mình. Và gặp đối thủ vừa tạm ơn 15 năm. Thành Phước hoàn thành xong hat-trick dành cho số 99. Che chắn, che độc, rào chắn. Như vậy là trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận cầu của các thủ chơi đào và chơi vàng. Chúng ta có kết quả tỷ số chung cuộc là 15 năm. Thành Phước số 99 là người ấn định tỷ số cuối cùng. Và cảm ơn quý vị khán giả theo dõi. Chúng tôi sẽ tạm nghỉ 15 phút trước khi trở lại với trận đấu thứ 3.